Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Suzuki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước ấy thì mình đã tìm được một vùng biển rất là đẹp luôn. Ngoài ra ở đấy còn có một cái hòn đảo nấm nữa rất là quý hiếm. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ mang vật liệu xây dựng qua khu vực bên kia ấy để chúng ta có thể bắt đầu xây dựng nha. Và ngoài ra thì mình sẽ đặt thêm cái ống dẫn ở bên kia nữa để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển này cũng như là nhìn ngắm ở dưới biển hơn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ lấy một ít gỗ trước cái đã. Mình sẽ sử dụng chủ yếu là gỗ sồi nha. Và ngoài ra mình sẽ lấy thêm ít cái gỗ sồi sẫm này cũng như là một ít cái gỗ vân sam. Đây, một ít gỗ vân sam. Và không thể thiếu đó chính là những cái thủy tinh nha, để mình có thể nhìn ở dưới biển dễ dàng hơn đó các bạn. Và hiện tại thì mình có một cái vỏ ốc anh vũ ở trong chuyến khám phá lần trước ấy. Và trong cái chỗ AFK của mình hình như còn một hay hai cái nè. À đây, còn hai cái nữa. Và trong rương ở trong nhà của mình là hình như còn 5 cái nữa hay sao á, là chúng ta vừa đủ để có thể chế tạo được một cái ống dẫn luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau chế tạo ống dẫn luôn nha. Đây, chúng ta cần một cái trái tim miên cả nè và 8 cái ốc anh vũ nha. Rồi bỏ vô bàn chế tạo và đây. Đó, ống dẫn đây nè. Rồi giờ mình sẽ lấy ống dẫn nha. Và để cho tăng cái tầm hoạt động của ống dẫn lên thì chúng ta cần phải có những cái khối liên quan về biển ở trong cái Atlantis đấy các bạn ơi. Đây mình đã có 3 loại rồi nè. Giờ mình sẽ cho hết mấy cái thứ này ấy vào một cái rương để chúng ta có thể dễ dàng mang nó đi theo nha. Đây mình sẽ mang hết mấy này nè. Kính này. Rồi cho hết vào. Đó. Rồi tạm thời là khá ổn rồi đó. Sẽ cắt gỗ vô đây luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểu như là bắt đầu qua bên kia thôi. Và trong thời gian giữa hai tập, trong lúc mình làm cái cánh cổng ấy, kiểu như là đã để rơi một lần xuống Nether ấy, thành ra mất hết cái đôi ủng cũng như là cái nón rồi. Mà không sao đâu, chắc bây giờ mình sẽ chế tạo tạm một cái ủng cũng như là cái nón kim cương đi, để chúng ta có thể cũng như là full giáp ấy. Nếu không thôi mình yếu xìu à, bị mấy con quái đánh là mau ngỏm lắm luôn á. Rồi giờ mình sẽ lấy một ít cái kim cương nha. Đây có một ít kim cương nè. Mình sẽ tạo cái mũ này. Tiếp theo là cái ủng. Rồi mình sẽ mặc tạm vô đi. Enchant thì mình chưa có kịp farm kinh nghiệm các bạn ơi. Trong thời gian với tập mình sẽ cố gắng farm kinh nghiệm ấy. Và mình sẽ enchant cái ủng với cũng như là cái nón lên nha. Để xem nào, quan bển còn thiếu gì nữa không ta. Để mình nhìn lại trong kho coi còn mang gì quan bển được không nha. Ok, chắc mình sẽ mang theo một ít đá các bạn ơi, để có gì mà còn chế tạo cái lò nung nữa. Ok, tầm này lõm rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi qua khu vực bên kia và chúng ta cùng nhau xây dựng nha. Hiện tại thì mình đã đi tới đảo nấm rồi đây. Bây giờ mình sẽ lấy mấy cái ống dẫn cũng như là mấy cái cục gạch trụ biển nha, để mình có thể làm trước cái trái tim biển cả các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi ra cái khu vực chính giữa cái rạn san hô này. Mình đặt cái trái tim biển cả xuống là được rồi đó, để mình có được cái hiệu ứng thở dưới nước cũng như là bơi nhanh dưới nước đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ làm ngay tại khu vực này đi. Đầu tiên thì mình sẽ đặt tạm một bờ lóc như thế này. Sau đó mình sẽ làm khoảng 2 đến 3 cái vòng ấy, để cho tăng cái tầm hoạt động của trái tim biển cả lên các bạn ơi. Đây mình sẽ đặt lên như thế này nha. Chưa đi lên lấy oxy cái đã. Giờ mất cái mũ thở dưới nước rồi. Thành ra thở dưới nước không có lâu các bạn ơi. Rồi sau đó nói qua bên đây nè. Như thế này. Vậy là chúng ta đã được một vòng rồi. Giờ mình có thể đặt cái ống dẫn lên rồi đó. Chưa, để coi nó kích hoạt chưa nha. Sao nó chưa kích hoạt ta. Để mình thử đập cái này ra coi. Đó, được rồi kìa. Yeah, để mình coi nào. Đó, sức mạnh ống dẫn nè. Rồi giờ mình sẽ làm thêm khoảng 2 cái vòng nữa nha, để cho nó tăng cái tầm lên các bạn ơi. Đây mình sẽ làm được cái vòng như thế này. Đó, cũng như là ở bên đây. Đó, bây giờ mình có hiệu ứng cái nhìn trong bóng đêm luôn rồi nè. Đó, nhìn dưới nước rất là tuyệt luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đập cái này ra, cũng như là làm một cái vòng ngang ở phía trên nữa là được rồi đó. Cái này chắc mình sẽ đổi cái vật liệu xíu đi. Mình sẽ dùng mấy cái lăng trụ biển màu. Cái này là màu gì? Màu sẫm hả? Đó, mình sẽ đặt thêm một vòng nữa như thế này. Đó, vậy là mắt tầm của cái ống dẫn ở đó các bạn ơi. Yeah. Không biết có làm nhiều cái ống dẫn chung một khu để tăng cái tầm hoạt động nó lên được không nhờ. Để khi nào mình có thêm mấy cái vỏ ốc đây thì mình sẽ thử nha. Rồi bây giờ mình đã có được hiệu ứng của cái ống dẫn rồi. Mình sẽ cắt mấy cái không cần thiết vào lại cái rương nha. Đây, cắt vô đây. Và mình sẽ lấy gỗ cũng như là kính và chúng ta cùng nhau bắt đầu xây dựng cái ngôi nhà dưới nước của mình thôi. Vì đây là nhà dưới nước cho nên mình sẽ xây khác một xíu nha. Mình sẽ xây dạng kiểu như là nửa khối cầu vậy ấy. Rồi sau đó mình sẽ ốp kính vào nè. Và mình có thể nhìn ra bên ngoài rất là dễ dàng luôn. Rồi ok, trước tiên thì chắc mình sẽ làm một cái hình tròn trước nha.
Rồi ok, sau khi đã có được một hình tròn như vậy rồi thì mình sẽ làm một cái cổng vào nha. Và cổng vào thì chắc mình sẽ đặt mía vào để cho nó chặn nước ấy, bởi vì block mía nó sẽ chặn nước, không cho nước tràn vào các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ cái cổng bao gì được chưa nhờ. Ok, chắc mình sẽ cho lên thêm một ô nữa đi. Đó, như vậy. Rồi sau đó mình sẽ đập những cái ô này thừa này ra nè. Đấy. Và bên kia thì mình cũng làm thêm mấy cái cổng như vậy ấy, để mình có thể ốp kính vào thôi, chứ mình không đi bằng mấy cái đường này đâu. Đó, để mình sẽ lên cao 2 ô. Và cái này mình nghĩ cho lên cao thêm một ô nữa đi các bạn ơi, cho nó cao cao một xíu ấy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ đập mấy cái này ra nè, rồi sửa lại cái cổng một xíu luôn. Cái cổng thì chắc mình sẽ cho cao thêm một ô nữa, tại vì mía thì mình có thể đặt cao hơn 3 block được ấy, thành ra cũng rất là thoải mái luôn các bạn ơi. Đập cái này ra như vậy có ổn hơn không nhờ. Ok, chắc mình sẽ làm như vậy đi chứ nhìn gì thì nó hơi kỳ nè. Sửa lại một xíu, sửa lại một xíu. Rồi giờ mình sẽ làm thêm hai cái cổng nữa nha. Sau khi đã làm xong phần khung rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ốp kính vào mấy cái cửa sổ trước nha. Ốp ở đây, đó, cũng như là cửa sổ bên đây nữa. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm cái phần cổng vào. Cổng vào thì mình sẽ đặt mía vào nha các bạn, để cho nó chặn nước nha. Ở đây mình có đào 3 cục cát rồi nè, mình sẽ đặt trước 3 cục cát đi. Rồi sau đó mình sẽ trồng mía lên như thế này. Đó. Như vậy thì nước nó đâu có tràn vào bên trong nữa đâu, mình có thể thoải mái đi ra đi vào luôn. Đấy. Rồi chắc bây giờ mình sẽ ốp hết kính để bao quanh cái khu vực này lại nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái bọc biển để rút nước nha các bạn. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình ốp xong kính nha. Rồi ok, mình đã ốp xong phần kính rồi, cũng như là mình đã cạo bỏ gần xong cái chỗ này rồi các bạn ơi, để cho cái gỗ nó nhìn đẹp hơn ấy. Đó, rồi sau đó mình sẽ đi vào bên trong này và lấy mấy cái bọc mút ra để chúng ta có thể kiểu như là hút nước lại nha các bạn. Đây, mình sẽ đặt một cái bọc mút ở trên cùng đi. Đó, nó rút nước một phần rồi nè. Đây, em sẽ đặt ở mỗi góc một cục ở đây và ở bên đây. Đó, nó hút từ từ rồi, không biết ha, hai mươi mấy cục này có đủ để rút hết nước trong cái chỗ này không nữa. Đặt ở đây một cục nữa. Đây cho cầu quậy ta. Ôi, mình không biết đặt sao cho nó mau rút hết nước nữa. Đây, mình cứ đặt từ từ thôi. Đó, nó cạn từ từ rồi nè. Rồi mình sẽ đặt thêm một vài lốc ở trên nữa và đặt vào đây. Đó. Giờ mình sẽ cắm ít đốt lên cái đá chứ không thôi ở trong đây nó tối thui luôn á. Mình sẽ đặt ở đây một cục này, đặt ở đây và đặt ở bên đây nữa. Rồi còn có 8 cục thôi, 20 mấy cục mà giờ làm gần hết rồi nè. Đặt ở đây, đặt ở đây. Đó, hết chưa, hết chưa? Ồ, gần hết rồi. Đặt ở đây nữa. Wow, đặt ở đây. Rồi xong, yay. Cuối cùng ở trong nó cũng sạch nước rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình có thể bắt đầu trang trí ở bên trong rồi đó. Đấy, khi mà mình đặt nước như đặt một cục mía như vậy này thì nước nó không có tràn vô được đâu các bạn ơi. Yeah. Rồi giờ tha hồ mà trang trí bên trong cũng như là xây dựng ở bên trong các bạn ơi. Đấy. Ở phía trên này mình chưa có lấy được mấy cái đèn biển ấy, thành ra mình trang trí tạm là mấy cái khúc gỗ nha. Rồi sau đó mình sẽ gắn mấy cái đèn lồng lên đây. Đó, khi nào mình có lấy được mấy cái đèn biển thì mình sẽ gắn lên phía trên đó luôn. Đó, ở trong đây mình có thể nhìn ra ngoài thấy mấy bé cá nè. Wow, thích chưa? Để sắp tới mình sẽ kiểu như giờ mấy cái rạn san hô gần lại đây ấy, để mình có thể dễ ngắm hơn, chứ mấy cái rạn san hô xa quá thì cũng hơi khó ngắm các bạn ơi. Rồi, đập ở đây và một cục ở bên đây nữa là xong. Rồi sau đó mình sẽ cắm tạm một vài cái đuốc để cho nó sáng lên nha. Ở đây mình có cảm giác là nó tối hơn bình thường các bạn ơi. Rồi đập cái này ra nè, để coi coi mình có thể làm được mấy cái đèn lồng á. Ui, tự nhiên mình đổi hết ra mấy cái hạt sắt luôn rồi. Đây, mình sẽ làm khoảng 3 cái đèn lồng đi. Đó, rồi sau đó mình sẽ gắn lên phía trên nhá. Đặt lên đây một cái. Một cái cũng cảm ơn, một cái là đủ sáng rồi. Ok, mình sẽ đặt tạm một cái đèn lồng ở trỏ nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy hết mấy cái bọc mút này nè. Rồi ở phía trong không biết trang trí sao cho nó đẹp nữa ta. Ở trong đây mình làm kiểu như một cái đài phun nước được không nhờ. Một nhỏ nhỏ thôi, mình cũng không làm cho nó quá to đâu. Làm nhỏ nhỏ ở đây cho nó đẹp nha. Để coi, ô chính giữa là ngay ô này nè. Mình sẽ đào ra một cái. Sau đó mình sẽ chế tạo một ít cái cầu thang bằng đá cuội đi. Đây, mình sẽ làm được một ít cái cầu thang đá cuội rồi mình đặt ở xung quanh đấy các bạn ơi. Ba cái ở đây, ba cái và ở bên đây nữa. Mình sẽ làm thêm một lần nữa để chúng ta có thể bao quanh được cái đài phun nước nha. Rồi sau đó mình sẽ đặt cái block gì ta. Ở đây mình sẽ đặt cái thân gỗ sồi sẩm đi, cao tầm này nè. Rồi sau đó mình sẽ cào bỏ ra, sau đó mình sẽ múc một xô nước và đổ ở phía trên là có thể hoàn thành được cái đài phun nước rồi. Yeah.
và mình có thể chia khu ra. Ở tỷ ở bên đây là cái khu nấu nướng này, bên đây là cái khu để đặt giường ngủ này, còn bên đây là cái kho chứa này. Đó là chúng ta đã có thể hoàn thành được cái nhà dưới nước rồi đó các bạn ơi. Bây giờ chắc mình sẽ chuẩn bị thêm vật liệu để mình trang trí nha, và mình sẽ trang trí ở khu vực này luôn nha các bạn. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình trang trí xong khu vực này nha. Ok, bây giờ mình sẽ review sơ qua cái căn nhà dưới nước của mình sau khi mình đã trang trí nha. Phần đường đi thì mình đã gắn thêm những cái cầu thang ấy để mình có thể đi lên đi xuống cho nó dễ dàng hơn nha các bạn. Và cái phần đài phun nước thì mình đã đổi thành những cái cát cứng này bằng slab ấy, đó, để cho nó nhỏ hơn nha. Và ở đây mình chia thành 3 khu vực. Bên đây là khu vực để nấu nướng này, mình có gắn thêm những cái chậu hoa gắn tre vào để trang trí thêm, cũng như là có những cái thùng ấy để mình có thể chứa thức ăn cũng như là vật liệu để nấu nướng. Còn bên đây chính là cái khu vực giường ngủ của mình. Mình chỉ có một cái giường thôi, và ở đây là hai cái rương để mình có thể chứa những thứ cần thiết, và gắn thêm một vài bức tranh để trang trí thêm thôi. Và bên đây chính là cái khu vực kho chứa này. Ở đây mình chỉ có thể gắn được một vài cái rương thôi, không có quá nhiều rương. Nếu gắn nhiều quá thì nó sẽ choáng cái diện tích của cửa sổ này, mình không thể nhìn ra bên ngoài được nhiều các bạn ơi. Đó, và đây có bàn chế tạo để mình có thể grab đồ này. Và cái đài phun nước thì mình cũng đã gắn thêm một cái đáp phát sáng nữa để cho nó có đủ ánh sáng trong khu vực này nha. Còn phía bên ngoài ấy, thì mình cũng có mang một ít cái san hô bên rạn san hô bên kia ấy, và bên đây trồng và gắn thêm một ít cái dương mướn biển để cho nó phát sáng thêm á các bạn ơi. Đó, như vậy thì mình đã hoàn thành cái khu vực nhà dưới nước rồi. Còn bây giờ chắc mình sẽ cất đồ ấy, rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào trong á để chúng ta cùng nhau chế tạo một ít cái thuốc kháng lửa nha, để chúng ta có thể bắt đầu khám phá mấy cái tòa thành với Nether nữa, tại vì hiện tại mình đang rất là cần những cái đầu của mấy anh xương đen luôn ấy. Rồi giờ mình sẽ cho những cái lọ nước vô trước cái đã, sau đó mình sẽ cho cái búa Nether vào nha. Mình sẽ đi lấy thêm một ít cái đã, tại vì trong rương của mình ấy nó hết trơn rồi. Đây mình sẽ lấy ba cái thôi, à quên nữa, còn lại 1 cái để nó còn lớn nữa các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ cho vô mẻ thuốc ở phía trên nha. Rồi công việc còn lại chỉ cần đợi thôi. Mình sẽ lấy thêm ít redstone nữa để tăng cái thời gian của nó lên nha. Ngoài thuốc kháng lửa để mình coi coi, mình sẽ lấy một ít cái lọ thuốc nhanh nhẹn theo luôn nè, để có gì mình còn kiểu như là chạy nhanh nữa các bạn ơi. Sau đó mình sẽ cho kem vào nè. Cái trên thì chưa có nấu xong. Để xem nào. Rồi nó gần xong rồi nè. Đó, sau đó sẽ cho kem vào tiếp nha. Mình sẽ làm hai mẻ thuốc kháng lửa luôn. Rồi cái này là thuốc 8 phút à. Cái thuốc kháng lửa thì cũng phải được 8 phút nha, để mình có thể khám phá lâu hơn các bạn ơi. Chứ thuốc 3 phút thì uống chút xíu là nó hết à. Đây, được thuốc kháng lửa 3 phút rồi. Cho redstone vào. Và ở trên cũng vậy luôn nha. Để xem coi ngoài thuốc kháng lửa, thuốc chạy nhanh, còn thuốc hồi máu tức thì này thì mà không có đổi thành thuốc ném được. Tiếc nha. Phải chi đổi thành thuốc ném được là tuyệt cứu mèo luôn á. Rồi, giờ mình sẽ cho bột redstone vào nha. Nãy sau đó mình cho mấy cái thứ này vào trong cái rương nào ta. Chắc cho tạm một cái rương này đi các bạn ơi. Đấy, để mình đỡ choáng chỗ ấy. Đấy, khi đó mình nhặt được nhiều đồ hơn khi mà khám phá cái tòa thành hơn các bạn ơi. Rồi giờ thì đợi thôi. Đó. Và thức ăn chắc mình sẽ làm mấy cái quả cà rốt vàng ăn quá à. Chứ ăn cà rốt gì nó hồi lọc, nó hồi ít cái thanh thức ăn lắm luôn ấy. Đây mình sẽ đổi nhiều nhiều mấy cái hạt vàng một xíu này. Đó, sau đó làm cà rốt vàng ăn. Đó, được 37 cái quả cà rốt vàng luôn nè. Rồi sau đó mình sẽ cho mấy quả thừa này vào đây, cũng như là cho lại vào rương như thế này. Đó. Rồi giờ thì lấy cái mẻ thuốc này rồi chúng ta cùng nhau đi xuống Nether để tìm mấy cái tòa thành nha. Tại vì trong thời gian dưới 2 tập thì mình cũng có tìm được một cái tòa thành mới các bạn ơi. Đó, và cũng là cái chỗ mà mình mất cái quần này, à không, mất cái nón với cái ủng này. Đấy, ok, giờ mình sẽ đi qua cái tòa thành đó nha. Ok, mình đã đi tới cái tòa thành rồi đây. Và đây là một cái tòa thành rất là bự luôn. Đó, nó dài tiếp bên kia luôn kìa các bạn ơi. Giờ mình sẽ uống mấy cái lọ thuốc này vào nha. Đó, đi cho nó an toàn. Rồi, sau khi uống thì mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới thôi. Ui, cẩn thận, không thôi té. Rồi, qua đây. Mình sẽ khám phá bên nào trước ta. Giờ mình sẽ quẹo trái coi. Ui, ở đây có gì nè. À, cái lòng spawn của con Blaze các bạn ơi. Thôi. Ở dưới nó còn đường nữa nè. Rồi, đi xuống dưới coi. Tính ra cái này nó rộng lắm luôn ấy. Wow, không ngờ lại tìm cái được cái Nether Fortress đâu mà bự bành kia luôn. Ui, đây có con gas nè. Bắn đi. Đó, con này nó bắn mình có thể đánh quả cầu của nó ngược lại các bạn ơi. Đó, cũng khá là vui á. Mà giờ nó không bắn mình rồi. Ui nè. Anh xương đen nè. Giờ sao để đánh anh ta? Bắn hụt hả? Bắn đi. Dám bắn hả? Rồi nó rơi dưới mất tiêu rồi. Kệ, đi qua đây xem xương đen này trước đã. Tại vì hiện tại mình đang cần cái đầu skeleton các bạn ơi. Đó, đầu Wither skeleton.
Ui anh không rơi ra rồi. Cái đầu của anh này thì cực kỳ hiếm ra luôn á. Ơi, hiếm hình như là hơn cây đinh ba luôn hay sao á. Thành ra cũng hơi khó farm đây. Nhưng mà bây giờ tỷ lệ thì nó cũng tăng được một xíu rồi. Tại vì bây giờ mình đang có cái kiếm nhặt ba ấy. Bên kia hết đường luôn rồi. Ok chắc giờ đi xuống lại các bạn ơi. Mình sẽ đi vào phía bên trong ấy. Tại vì bên trong thường thường sẽ có mấy cái rương ấy. Rồi giờ thì quành ngược lại thôi. Và chỗ nào đi rồi thì mình sẽ kiểu như là đặt một block để đầm dấu thôi. Để không thôi một hồi mình lại quên nữa. Dễ bị lạc trong đây lắm luôn ấy. Rồi sẽ đem block ra này. Ở trên này. Ui ở phía trước còn đường nữa kìa. Mà trước cũng đường rồi. Ok giờ đi xuống bên đây thôi. Ui ở dưới đây cũng có mấy anh skeleton bình thường nè. Skeleton bình thường hả? Để coi coi có ngõm không nha. Ngõm luôn. Ui da. Ui bắn lên. Ui anh Jimmy heo không làm gì mà cũng bị đánh kìa. Ui anh ghê. Bắn. Ui da. Bắn mũi tên nè. Ui cái mũi tên của mình cũng phản lại được kìa. Ui mình lấy mũi tên. Mình lấy mũi tên mình phản lại nè. Ngõm mất tiêu luôn. Yeah. Ui không ngờ cái mũi tên của mình cũng phản lại được quả cầu các bạn ơi. Wow được á. Rồi giờ đi xuống dưới thôi. Dưới đây mình nghe tiếng. Đây mấy anh xương đen nè. Ui hai anh luôn, ba luôn. Wow đông vậy hả? Đông. Ui đừng. Tại vì mấy anh này đánh trúng ấy là mình sẽ dính hiệu ứng Wither các bạn ơi. Nó mất rất là nhiều máu luôn á. Để coi có cái đầu xương đen nó không nha. Ui không có các bạn ơi, ở đây còn một anh hả? Còn một anh nè. Ui không có luôn rồi. Ui đây còn nữa. Đó các bạn thấy chưa, mấy cái ngã tư là gặp mấy này nhiều lắm luôn á. Anh hả? Ui sao khó gà vậy ta. Mà không biết. Ui đây còn anh nữa. Ui toàn rơi ra xương dưới thang không à. Mấy anh đen quá thành ra quýnh rơi ra thang á các bạn ơi. Để coi dưới đây còn gì không. Ui ở đây còn nữa nè. Wow trước có cái rương luôn. Được đấy. Ui đó thấy chưa, mình bị dính hiệu ứng leader kìa. Đó, nó giật máu ghê lắm luôn á. Không có rồi. Kệ đi đó. Lại đằng trước ấy, lấy cái rừng rồi làm gì làm các bạn ơi. Wow đây còn đường lên nữa, thấy chưa, cái này nó rộng lắm luôn ấy. Được mấy cái búa nether, một cái phôi sắt và dụng cụ đánh lửa cũng như là cái yên cưỡi các bạn ơi. Mấy thứ này thì cũng không có cần thiết lắm đâu. Mà bây giờ mình sẽ đi lên cái nhẹ coi. Ui đây có cái rừng nữa nè. Được. Ui đường cùng rồi mà không sao. Tên được cái giáp kim cương nè, giáp ngựa kim cương các bạn ơi. Xuống đây là lấy mấy cái giáp này về là xài đã luôn á, tại vì đây nhiều lắm luôn. Rồi giờ thì đi xuống lại nè. Để coi. Ui bên kia là lòng spawn của cái con Blake kìa. Không biết ở dưới còn đường không ta. Dưới còn đường luôn nè. Được ấy. Để coi. Ủa lại là đường đi lên à. Ủa sao nhiều đường đi lên vậy ta. Ủa ui bên kia lava kìa. Đây có rương nè. Được ấy. Rồi để coi. Được vàng này và một phôi sắt. Có vẻ ở đây nó chủ yếu là vàng không nhờ. Giáp thì cũng là giáp vàng mà kiểu như là mấy cái quặng ấy cũng là quặng vàng là nhiều à. Bên đây vẫn còn đường nữa. Ok đi luôn. Ui đây còn cái đường nữa. Wow. Thấy không, được kiếm vàng chứ cái giáp vàng này. Vì là ở dưới nether chủ yếu là vàng thôi các bạn ơi. Mấy anh Zumbai Pitman ấy thì cũng cầm kiếm vàng luôn. Chắc ở đây nhiều vàng lắm hay sao. Rồi giờ thì mình ngược lại nào. Để coi. Mình thuốc mình còn mấy phút ta. Thuốc mình còn 2 phút, không sao, còn xài được. Bây giờ thì hoành lại chỗ cũ thôi. Dập đuốc đi, rồi sau đó mình sẽ dùng một cục netherrack ấy để mình làm dấu thôi. Đi không thôi một hồi đi lạc á. Cái này đi rồi đúng không? Làm dấu một cái nè, rẽ trái nè. Rồi qua đây coi có rương không cái đã. Ui ở phía trên mình là anh Play hay sao, mình nghe tiếng rồi kìa. Thôi kệ anh đi. Mặc dù giờ mình có thuốc kháng lửa ấy, nhưng mà mình lại gần ảnh vẫn bị dính sát thương nha các bạn. Mấy ảnh đứng ở gần kiểu như nóng quá hay sao á, người ảnh toàn lửa không à. Thành ra mình vẫn bị dính sát thương nha. Rồi qua đây coi có rương không. Ui bên đây đừng cùng mất tiêu. Rồi quành ngược lại, ăn vô cái đã. Cái quả cà rốt vàng này mình thấy nó lâu hết thức ăn lắm luôn ấy. Khi mình ăn đầy thức ăn như vậy này là nó cực kỳ lâu hết thức ăn luôn. Thành ra cũng khá là hay á. Sắp tới chắc mình phải chế tạo thêm thiệt là nhiều người ăn thôi, cho kiểu như là đỡ phải mất thời gian để ăn ấy các bạn ơi. Rồi đặt cái đuốc này ra nè. Cái này đi rồi đúng không, làm dấu một cái. Giờ mình sẽ đi về hướng nào ta. Dưới đây có anh kìa. Nãy mình đi hướng này à. Ok mình sẽ làm dấu lại để không thôi một hồi lạc đường á. Giờ chắc mình sẽ đi xuống dưới nha. Ở đây đi rồi thì mình sẽ đặt một cục ở đây. Đó rồi đi xuống dưới coi.
Ồ, dưới này có gương không ta? Mình có cảm giác là cái này nó ít gương hơn cái tòa thành gần nhà mình á. Tòa thành gần nhà mình nhiều gương lắm luôn. Ui, ui, nó. May mà có thuốc căng lửa. Rồi. Ui, hắc diện thạch với cái giáp nhựa vàng. Cũng ổn. À, để coi. Ui, mình full slot rồi. À, chắc mình sẽ vứt vứt cây kiếm đá đi. Tại vì kiếm đá mình không cần đâu. Rồi, qua đây coi. Ui, bên đây đường cùng mất tiêu rồi. Sao đây nhiều cái đường cùng vậy ta? Thôi kệ đi, chào quành ngược lại trước đi rồi tính gì tính cảm ơn ơi. Bởi chỉ đây có kim cương nha. Hôm bữa mình khám phá cái tòa thành gần nhà mình ấy có rất là nhiều kim cương luôn mà cái này không có trơn. Không chơi. À bên đây còn đường nè nhưng mà bị lava cản rồi. Mình còn ba mấy giây á. Ok, liều đi qua luôn các bạn ơi, cái này đi rồi mình làm dấu lại cái đã. Rồi, cắm đuốc ở đây cái. Rồi, chạy qua. Ui, đừng có hết thuốc chất này nha, nó thấy không. Mình lại gần mấy anh này là vẫn bị dính sát thương các bạn ơi. Ui, đi đứng nào, hướng nào. À, hướng bên đây. Mình gần hết tác dụng của thuốc rồi. Chạy lẹ. Ui, qua đây còn. Còn bị anh này làm phiền nữa. Ui, nè. Ui, mình được một cái rồi. Wow. Ui, mình được một cái rồi nè. Ui, cẩn thận. Ui, thua. Ui, mình được một cái rồi nè. Wow. Hên thiệt các bạn ơi. Ui, tự nhiên đánh cái anh này rơi ra luôn nè. May thiệt. Vậy là được cái đầu Calatan đầu tiên rồi. Wow, được đó. Rồi, giờ mình sẽ hướng bên đây đi. Đấy, không biết có. Ui, bên kia đường cùng rồi các bạn ơi. Thôi, xin thật lại. Mấy anh này làm phiền ghê luôn nhờ. Mình lấy cùng mình bắn. Làm phiền nè. Nãy giờ tao không đụng vô mà cứ bắn người ta hoài luôn á. Rồi, giờ mình sẽ trở ngược lại thôi các bạn ơi. Được một cái đầu là vui rồi. Ủa tại vì đầu có. Ui, ở đây còn anh nữa nè. Biết đâu lại gơi ra cái nữa thì sao. Rồi. À đây còn anh. Đó, giờ gặp anh nào là farm anh đó luôn các bạn ơi. Để coi. Ui, ủa mà sao lửa lâu hết vậy ta? Mình uống khăn lửa. À hết rồi. Ồ, tại vì lửa nó cứ cháy kiểu vậy nhìn nó khó chịu lắm các bạn ơi. Ui, bên đây mình đi rồi. Để mình coi còn hướng nào chưa đi không ta. Kìa, bên kia còn rộng lắm kìa mà không biết mình đi chưa nữa. Ok, tạm mình nhảy xuống đây coi. Đây có đường. Sợ nhảy xuống lava là thôi xong luôn á. Giờ tìm đường nào vậy ta. Ui, bên đây. Ui, bên đây còn đường đi nè. Ok, được á. Phía trên là cái. Thì ra đây là cái đường lên. Ok, được á. Rồi, đánh con này nè. Để lấy mấy cái que quy lửa về các bạn ơi. Để có gì mình còn chế thuốc nữa. Giờ mình sẽ đi hướng nào ta. Hồi nãy mình đi tới hướng này đúng không. Đặt ở đây một cái nè. Giờ mình sẽ qua bên đây đi. Bên đây là lòng spawn rồi. Là đây là đường về luôn á các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình quay về cái tòa thành gần nhà mình farm đi nhờ. Đấy, chứ đây farm xa nhà quá. Nhiều khi lỡ mình đánh không lại, mình ngõm thì lại mất hết đồ thì không nên đâu. Đó, ở đây còn hai anh con nốt luôn nha. Cũng như là... Rơi ra không vậy? À không, cái cục than. Cục than nó đen đen, mình cứ tưởng rơi ra không mà. Dạ, con này đánh cực kỳ mạnh luôn các bạn ơi. Tại vì cái con đủ kích thước ấy. Kích thước nào nó cũng có đánh mình được hết trơn ấy. Thành ra con phải cẩn thận với mấy con này nè. Đấy, nó rơi dưới rồi, tao kệ nó đi. Chỉ quánh mấy con ở trên thôi. Bên kia còn kìa. Chắc mình phải qua bên kia một chuyến rồi. Không, chứ bên đây là mình cũng có hết rồi. Ok. Ui, ở đây lại xuất hiện mấy anh play nữa. Hai anh luôn chứ. Mà không sao, giờ mình có cây cung rồi. Cũng khá là dễ để tiêu diệt mấy anh này á. Để mình tìm cách coi. Ui, đây mình có thể đập ra nè. Ok, để mình đập cái này ra rồi đi xuống dưới các bạn ơi. Ui, cái này đi xuống được. Ok luôn. Rồi, qua đây coi. Farm ở trên này cũng được nè, nhưng mà nhiều khi mình đánh mấy anh rơi xuống dưới ấy, thành ra cũng hơi khó. Quýnh anh bắn cung này trước. Đó, rồi. Ui, dập lửa, nhiều khi mình đánh mà rơi ra cái đầu ấy. Ui, thôi. Nó, các bạn thấy chưa, mấy anh hoạt động đau lắm luôn á. Đánh nè. Ui, mình gần hết máu rồi. No. No. Ui, mấy anh đánh đau lắm luôn á. Ui, mình còn có 3 team kìa. Đó, nguy hiểm chưa. Ba nãy mình cứ tưởng ngõm không luôn á. Cái đầu này thì mình sẽ để dưới đi. Nhiều khi mình nhặt lên mình còn biết nữa. Thì cái đầu của mấy anh xương đen ấy, nó khá là giống màu của cái cục than luôn. Là mình cứ mừng hụt hoài à. Rồi đặt cái này ra coi. Ui, ở dưới có con mắt ma kìa. Ui, mà ở đây mới xuất hiện anh đó nè. Trên này tính ra, trên này farm thích hơn các bạn ơi. Mấy anh xuất hiện liên tục luôn ấy.
pha mà. Ui ui, mình phát bắn phát ngõm anh kia luôn. Wow, đúng là cung xịn có khác mà. Rồi qua đây qua đây. Ui ui, anh play đó nguy hiểm vậy ta. Ui ở dưới còn anh ạ. Ui cẩn thận cẩn thận, mình mà đánh nhầm mấy anh zombie Batman đây là mệt nữa. Ui ui ui, cho hồi máu cho hồi máu cái đã. Ui mấy anh này thì đánh mau hết thời gian lắm luôn ấy, tại vì nó mất hồi máu các bạn ơi. Để coi coi. Ui không có rồi. Và khi xuống nether thì các bạn tốt nhất không nên động vào mấy anh zombie Batman này, mấy anh đánh đau cực luôn á. Thôi 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 thôi, ở dưới còn anh, ở dưới còn anh, còn một anh nữa hả? Để coi coi. Ồ, không có rồi. Và thỉnh thoảng mình còn gặp mấy anh skeleton bình thường nữa nè. Tự nhiên ấy mà anh cũng xuất hiện dưới đây nữa ta. Ồ, kỳ vậy. Mình cứ tưởng mà anh chỉ xuất hiện ở phía trên Overworld thôi ấy. Nhưng mà không ngờ ở đây vẫn có các bạn ơi. Rồi ok, giờ chắc mình sẽ quay lại ở phía trên nóc đi. Farm trên nóc nó thích hơn, khỏi phải đi tìm mấy anh này ấy. Ui da. Bắn hoài luôn á. Bắn hả, bắn hả. Bắn nè, bắn nè. Mỗi anh là hai tên thôi, hai mũi tên là ngõm liền. Rồi giờ mình sẽ tìm đường đi lên cái đã. Mình không muốn mất thời gian với anh này đâu. Thôi giờ mình sẽ đập cái này để mình đi lên nha. Rồi đi lên thôi. 1, 2, 3. Rồi xuất hiện chưa. Ui hồi nãy thấy mà anh xuất hiện đông người luôn á, mà bây giờ tìm một anh cũng hơi khó nè. Mình định làm một cái chỗ farm luôn ấy, kiểu như mình chỉ cần mở rộng mấy cái sàn như vậy nè, ở mấy cái ngã tư là mình farm dễ cực luôn. Đây 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 đây, mấy anh xuất hiện rồi nè. Mình sử dụng cung ấy, biết đâu dùng cung bắn mấy anh lại rơi ra các bạn ơi. Ui ui, bắn hộp, bắn hộp. Ui rơi không? Ôi như anh không rơi ra cái gì luôn á. Ui rơi cục than. Anh này thì sao? Ui sao mấy anh kia không rơi ra vậy ta? Kỳ nhờ. Để mình lên cao cao một xíu nữa. Và ở dưới là cái lòng spawn hay sao á, mình nghe tiếng mấy anh play quá trời luôn kìa. Nó còn bốc khói lên phía trên nữa. Rồi giờ đi lên hướng này nha. Mình sẽ đặt mấy block đi lên đi hả. Để xem nào. Ui ở đây cao nhất luôn hay sao nè. Wow, ở dưới có mấy anh play. Còn bên đây thì sao. Ui nha, nó hình thế. Nó trên mình nhìn cái, nhìn một cái mà cũng bắn nữa, nhìn một cái mà cũng bắn nè. Bắn cho ngõm của cõi luôn, hai anh rồi. Bên này nữa hả? Ui sao nhiều hướng bắn mình vậy ta? À đây 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 đây, gặp mấy anh đó nè. Rồi xuống sơi mấy anh Wither Skeleton thôi. Ui mà trước tiên phải sơi cái anh Blaze cái đã. Thì anh đó bắn ra lửa các bạn ơi. Nếu không thôi là cũng như là nó sẽ đốt mất cái đầu ấy. Đó, cũng rất nguy hiểm luôn. Ui nãy giờ mình farm cũng khá là nhiều nhưng mà chỉ mới ra rơi ra có một cái đầu thôi các bạn ơi. Đấy, tỷ lệ khá là ít đấy. Ui bên kia còn không? Ui bên kia còn kìa. Giờ mình chỉ cần đi lanh quanh đây ấy, để tìm mấy anh xương đen thôi. Còn mấy anh khác thì mình không cần đâu. Mình sẽ đặt một vài bạch. À quên nữa, mình có thuốc kháng lửa mà. Có thuốc kháng lửa một chút mà sợ gì. Đấy, rồi đi qua bên đây thôi. Ba cô nè, ba cô nè. Ủa ở đây sao có xương ta. Ủa anh đây, anh ở đây đâu rồi. Ui nãy mình mới thấy anh xương đen ở đây mà. Ủa chẳng lẽ anh despawn ta. Ủa anh despawn mất tiêu rồi. Làm chạy qua đây kiếm ảnh. Còn đường này đằng kia thôi các bạn ơi. Ok, hy vọng không bắt cô hụt nha. Nhảy qua nè. Ở đây cái ngã tư gì mà không thấy anh nào hết trơn. Bên đây thì sao. Bên đây vẫn chưa xuất hiện các bạn ơi. Nói chung muốn farm mấy anh này thì các bạn chỉ có đi lên mấy chỗ cao cao ấy, để quan sát được khi nào mấy anh spawn ra rồi lợi farm thôi. Chứ đi tìm ở bên trong thì cũng hơi khó gặp mấy ảnh á. Đây 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 đây, có anh này nè. Rồi mình sẽ dùng cúp để đập đi lên thôi. Đi lên, đi lên. Đó. Ui mà tính ra nãy giờ chỗ này spawn nhiều mấy anh xương đen lắm luôn á. Có chỗ này không à, nãy spawn là 3 anh mà giờ thêm 2 anh nữa nè. Mình bắn mấy anh skeleton trước cái đã. Skeleton bắn. Ui anh này giáp vàng, giáp vàng mà dám đội giáp kim cương à, dám đỏ nè. Một anh còn anh nào nữa. Anh này mình bắn trước một con. Ui rồi dương của mình bắn phát ngõm anh tiêu rồi. Ủa kỹ ta, mấy anh xương bình thường mình. Ui tính ra cây cung của mình nó mạnh lắm luôn các bạn ơi. mình bắn anh một cái là anh ngõm bắn tiêu mà chưa kịp dùng kiếm chém nữa. Ui đây có con gác nè. Nãy giờ gác. Ui hộp một gác hả, gác. Ui gác gác. Ui gì kiếm kia vậy. Kiều nè. Ui kiều nè. Này thì kiều hả. Ui mình hết thuốc hay sao rồi. Ok uống thêm lọ thuốc nữa các bạn ơi. Đó,
Ui, có vẻ anh mấy ảnh hết spawn ra rồi. Để coi coi trên máy coi. Ui sao lại spawn ra mấy anh xương xương trắng làm gì không biết nữa. Mình cần tìm mấy anh xương đen mà cứ spawn mấy anh xương trắng hoài à. Kệ đi, kệ đi, đi lên trước đã. Đó, nhảy lên đây. Rồi. Bên đây thì sao? Ui có vẻ cái tòa thành này không. Ui đây 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 đây. À, mới nói là cái tòa thành này không nhiều xương đen mà. Ui. À, đi xuống đây hả? Ui đâu ra vậy? Ui mình mới thấy con anh mà tự nhiên đâu rơi ra thêm anh nữa chứ. Wow, nguy hiểm thiệt á. Bên kia còn anh nữa kìa, mình dục thử dùng cung bắn xa tầm này coi coi có ngõm anh không nha. Ui cao quá. Skeleton hả? Để coi có chết không nha. Ngõm chưa? Ngõm. Ui. À, tên kia có cái đôi giày các bạn ơi, thành ra một mũi không có chết đây. Còn mấy anh kia mình đẩy một mũi là ngõm mất tiêu à. Để mình đi qua bên đây coi. Ui tính ra nãy giờ mình farm vòng quá trời mấy anh xương đen luôn, nhưng mà được có đúng một cái đầu các bạn ơi. Vậy là mình phải dành nhiều thời gian hơn để farm rồi chứ với tốc độ này thì hơi lâu để đánh được cái con boss Wither ấy. Tại vì muốn đánh được con boss Wither thì chúng ta cần phải có ba cái đầu Wither Skeleton. Thành ra cũng hơi khó đây. Mình nghe tiếng nè. À, đây hả? Cẩn thận. Không thôi đánh trúng mấy anh kia nữa thì mệt. Ra đầu. Ui, ông rơi ra đầu rồi. Ôi, mà làm sao? Ui, mình nghe thêm nữa. À, đây. Tên này, tên cuối cùng. Cho cái đầu đi. Ui, là không có rồi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã kích hoạt được trái tim biển cả, xây được ngôi nhà dưới nước cũng như là farm được một cái đầu của Wither Skeleton rồi. Thì mình sẽ gắn vào đây. Đó. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng farm thêm hai cái đầu Wither Skeleton nữa để chúng ta có thể triệu hồi được boss Wither cũng như là đánh nhau với boss đó nha. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây dựng hay khám phá những cái gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.